đó là chuỗi series của con game xúc đĩa. Xin lỗi anh em, đó là con game tài xỉu. Vào hôm nay lại tiếp tục với thủ thuật và cái phương pháp nào kiếm được vài đồng ở trong này không, thì mời anh em hãy chú ý và tham khảo. Bây giờ thì 9:10 ra sẽ ngày đó sẽ 10 rồi, và quá khứ của nó thì anh em thấy rằng 2, 4, 6 cái gì ghê, 10 tay liên tiếp anh em ạ, vãi lòng thật. Và bây giờ thì 200k xỉu xem. Không rồi, lại tài. Theo anh em, tài bây giờ còn không? Thấy đầu đánh đáy anh em nhé. Và nó trả lại cho tôi rồi 400k tay này. Không lung giờ anh em ơi, 1-1 không nhỉ, giữ lập giữ cái trường này ngon rồi, 900 luôn. Đây rồi, đang đi 1-1 thật sự. Và ngày này sinh ra có thật sự 1-1 nữa là không. Đánh mạnh, ăn mạnh thôi. Đó là một pha 1-1. Liều bao nhiêu anh em nhé, có ngày cái lãi đắp vào mạnh tay này 500 luôn. Cái cách nào tôi cũng thử, đôi lúc thì ăn hôm nay thì thua ngày mai, vì cái tội đó là test những cái cách tôi chơi. Mà để xem những pha này như nào. Đó là một pha tài rồi, úp hai luôn. Cứ bú như thế này thì ngon quá anh em. Và cái đoạn này thì nhẹ tay lại, không nên vội vàng quá. Và anh em cũng cân nhắc rằng khi mà nó đi cầu như thế này là nó có khả năng bẹt lại, chứ không phải là xung sẽ mít như vậy đâu. Đấy, anh em thấy không, bẹt lại này. Và bẹt như thế thì phải đớp vào thôi. Một là lên mặt này, hai là bay về từ đầu này. Đấy. Không may rồi anh em ơi, tức rồi. Tài này là xỉu hai tài nữa đây. Lỡ đánh lớn thì đánh lớn luôn này. Toan rồi. Đây rồi, tài. Tài này có khả năng tài nhưng không. 500 luôn anh em nhé. Hay là như gì là mắc 2-1 đây không anh em nhỉ, 2-1 đây không. Nãy giờ là cũng liều lắm rồi, liều luôn. Để xem tay này liều hơn nhiều hay không. Lấm lấm tuyệt vời.
cậu bé rồi, cậu bé rồi. 400. Không đi. Thế tài này tôi nói thật sự với anh em, còn xỉu nữa, còn xỉu nữa. Liệu có đúng như lời tôi phán đoán là không? 1 mét luôn tài này. Một là lên 2 cũ này, 2 là còn lại y mức vốn ban đầu. Để xem, hy vọng nó sẽ bền cái tài này cho tôi. Xỉu xỉu, xỉu đây chứ đâu, xỉu. Đúng một tay luôn anh em ạ, không nghĩ ra luôn kìa. Ảo thế. Nói lại những gì mà mắc này, 1.5. Bức tóc qua tay này anh em ạ, bức tóc ấy. Tay này mà không đứng về tay mà đi 1-1 thì chết luôn á. Toàn ấy. Vừa trả về. Trời ơi, tay này như thế mà không cho ăn kìa. Vãi. Năm trăm lại xem. Vãi thật sự nhờ. Không đâu tôi lên ăn lại rồi. Đảo thật sự anh em ạ. Ui chặt luôn kìa. Tài này hơi căng này, từ từ dừng lại nha mặt, dừng lại. Mới nãy tài gì anh em nhỉ? Tài xỉu đúng không? Xỉu không? Ủa tài. Nó đi hai ván xỉu ra tài. Thế từ giờ tài này như thế nào? Tài đây không? Một là lên lại này, hai là mắc lại này. Rồi hớp và tay này thì không nói gì nhiều, chắc có lẽ rén ngang và không có chơi nữa và thuốc ra ngay. Hớp được như thế này thì ngon rồi, không có bám dụng. Và tôi cũng cân nhắc rằng khi mà chơi những dòng game này, hớp được đồng nào thì dừng điền lại cho tôi, đừng có tha nó, còn ngồi là càng đến cực kỳ là cao. Nên khuyên anh em rằng khi hãy coi những video của tôi rút lại kinh nghiệm. Còn bây giờ hẹn anh em video sau nhé.